các bạn dám tin sao? Người xuyên Việt này bởi vì kiếp trước quá mức cao điệu, đưa tới họa sát thân. Một thế này, hắn muốn điệu thấp mà sống, làm cầu vương, trở thành thần tiêu kiếm tông phế vật đại sư huynh. Nhưng làm sao sư tôn lọt vào tặc nhân ám toán? Điều này cũng làm cho hắn không thể không bại lộ một chút xíu thiên phú, chấn kinh thế gian. Lâm Phong ở đâu? Lâm Phong gặp quà lãnh sư thúc. Đi theo ta. Vâng lãnh sư thúc. Đại sư huynh. Sư muội đừng khóc. Sư tôn không có ở đây. Còn có đại sư huynh. Về sau đại sư huynh sẽ không để cho bất luận kẻ nào bắt nạt ngươi. Hai người các ngươi đừng khóc. Mộ bạch sư huynh còn chưa có chất đâu. Trưởng giáo sư thúc. Ngài vừa mới nói sư tôn ta chưa chất đúng không? Là thật sao? Đúng, một bạch sư huynh không chết, bất quá hắn trúng một loại độc cực kỳ lợi hại, tên là phệ hồn tán. Người trúng độc này, linh hồn sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, đồng thời từng chút bị thôn phệ, thẳng đến triệt để tử vong. Trong thời gian đó, căn cứ vào thực lực của người trúng độc mà có thể dài ngắn khác nhau. Thực lực một bạch sư huynh nhiều nhất chỉ có thể kiên trì chừng nửa năm. Muốn giải trừ loại độc này, cần lấy bỉ ngạn hoa làm chủ dược, luyện chế một viên linh đan. Cái khác dược liệu phụ trợ, chúng ta thần tiêu tông đều có, duy chỉ có bỉ ngạn hoa quá mức khó được. Chúng ta thần tiêu kiếm tông cũng không có. Trưởng giáo sư thúc, bỉ ngạn hoa có thể tìm được ở đâu? Chuyện liên quan đến bỉ ngạn hoa, các ngươi hai người huynh muội cũng đừng có hỏi tới. Yên tâm đi, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp. Mộ bạch sư huynh không chỉ có là thần tiêu kiếm tông một thành viên, càng là sư hăn của mấy người chúng ta. Mặc kệ bỉ ngạn hoa có cỡ nào quý hiếm, chúng ta đều sẽ tìm cách để lấy được. Trưởng giáo sư huynh nói rất đúng. Tịch Giao, người cũng đừng khóc nữa. Chúng ta nhất định sẽ cứu được mộ bạch sư huynh. Tạ ơn sư tôn, tạ ơn các vị sư bá. Đa tạ các vị sư thúc. Trưởng giáo sư thúc, sư điệt còn có một cái nghi vấn. Mời sư thúc giải hoặc. Ngươi nói là ai đem sư tôn ta làm thành dạng này? Lâm Phong sư diệt, ta biết chuyện của mộ bạch sư huynh đối với ngươi sinh ra đả kích rất lớn, cũng hiểu rõ tâm tình khi ngươi là đệ tử thân truyền của mộ bạch sư huynh. Bất quá lần này tìm đến ngươi, chúng ta sư huynh muội cũng không có ý đồ gì khác, chẳng qua cảm thấy ngươi là người thân cận nhất của mộ bạch sư huynh, các ngươi nên có tư cách biết tình trạng hiện tại huynh ấy. Về phần báo thù, ngươi vẫn là đừng quan tâm, thần tiêu kiếm tông sẽ không chịu ăn thiệt thòi lớn như thế. Không phải cái gì tiểu miêu tiểu cầu cũng có thể cưới tại trên đầu chúng ta. Ta hiểu được. Trưởng giáo sư thúc, ta có thể đem sư tôn mang về Cô Tồn Phong sao? Vẫn là không được. Cô Tồn Phong của các người hiện tại điều kiện có hạn, vạn nhất mộ bạch sư huynh xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, không có cách nào ngay lập tức xử lý. Vẫn là để sư huynh ở nơi này đi, chúng ta cũng dễ dàng tùy thời quan sát hơn. Vậy liền phiền phức trưởng giáo sư thúc. Lâm Phong sư điệt không cần khách khí như thế. Chuyện về mộ bạch sư huynh chính là chúng ta thần tiêu kiếm tông cơ mật, các người hai huynh muội cũng đừng có ngoại chuyện, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Hiện tại nhiệm vụ trọng yếu nhất của các ngươi là tu luyện, chờ mộ bạch sư huynh sau khi tỉnh lại cho hắn một kinh hỉ liền được. Vâng trưởng giang sư thúc. Đã không có chuyện, các ngươi liền đi về trước đi, có chúng ta sư huynh muội ở đây, mộ bạch sư huynh nhất định không có việc gì. Đa tại trường giang sư thúc. Mọi người dựa theo kế hoạch làm việc đi. Vâng triệu sư huynh. Lãnh sư muội, lần này đối phó La Sát Môn hành động, ngươi liền tạm thời không muốn tham dự, trở về đọc qua một chút tư liệu liên quan tới cư u bí cảnh. Tuổi của ngươi cũng đúng lúc kẹt tại quy tắc cảnh bên trong, một tháng sau bí cảnh mở ra, ngươi che giấu tung tích, đơn độc đi vào tìm kiếm bỉ ngạn hoa, mặt khác ta sẽ phái người hấp dẫn ngoại giới lực chú ý. Bất kể như thế nào, nhất định phải đạt được bỉ ngạn hoa, cứu lấy mộ bạch sư huynh. Hắn vì thần tiêu kiếm tông nỗ lực nhiều như vậy, chúng ta không thể để cho người có công lao như thế phải thất vọng đau khổ. Trưởng giáo sư huynh yên tâm, ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Vậy mọi người liền tản đi đi. Lâm Phong sau khi trở về liền bắt đầu đọc qua điển tịch, rất nhanh hắn ngay tại trong cổ tịch tìm được bỉ ngạn hoa. Bỉ ngạn hoa trời sinh tính thích lạnh, chủ yếu sinh trưởng tại một chút nơi cực hàn, mà bỉ ngạn hoa tại một nơi từng xuất hiện qua tên là cửu u bí cảnh. Nghe đồn đây là kết nối minh giới thông đạo. Bên trong bí cảnh khí âm hàn nồng đậm, không có ánh mặt trời chiếu sáng, sinh hoạt ở bên trong động thực vật, bởi vì một mực dính lấy khí âm hàn, có một số nhỏ sẽ sinh ra biến dị, xuất hiện rất nhiều linh dược dị thú, ngươi tiến vào đó cần phải hết sức cẩn thận, nếu không hơi không chú ý liền sẽ mạnh tang nơi này. Cửu u bí cảnh mỗi trăm năm mở ra một lần. Xem ra, cửu u bí cảnh trăm năm mới mở ra một lần, mà sư tôn lại đúng ngay lúc này chúng thi hồn tán, không thể không đi cửu u bí cảnh để tìm kiếm bỉ ngạn hoa. Là trùng hợp sao? Rất không có khả năng, vậy chính là có người đang âm mưu nhằm vào thần tiêu kiếm tông. Không thể đem hy vọng toàn bộ ký thác vào thần tiêu kiếm tông. Chuyện tìm kiếm bỉ ngạn hoa vẫn là phải dựa vào chính mình. Lâm Phong gặp quà lãnh sư thúc. Lâm Phong sư điệt không cần khách khí, tới tìm ta là chuyện gì, cứ việc nói thẳng đi. Lãnh sư thúc, sư điệt hôm nay mạo muội tới đây là muốn hỏi sư thúc một chút, đến cùng là ai đem sư tôn ta làm bị thương thành như thế, còn xin sư thúc giải hoặc. Lâm Phong sư diệt, lần trước trưởng giáo sư huynh đã nói chuyện liên quan đến mộ bạch sư huynh, chúng ta thần tiêu kiếm tông sẽ xử lý. Ngươi vẫn là đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày kế thừa mộ bạch sư huynh y bát, miễn cho bị những người khác nhớ thương. Những chuyện khác ngươi cũng đừng có hỏi tới. Sư thúc hiểu lầm, ta chỉ muốn biết rõ thân phận của địch nhân, cũng không định làm cái gì. Đương nhiên bằng vào thực lực của ta bây giờ cũng không làm được cái gì. Thân là đệ tử duy nhất của sư tôn, ta hẳn là có tư cách biết địch nhân là ai.
Chỉ có như thế mới khiến ta thúc giục mình không ngừng cố gắng tiến lên. Còn xin sư thúc nói ra, Lâm Phong sư điệt, ta có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi không thể nói ra ngoài. Dù sao đây là ta Thần Tiêu Kiếm Tông cơ mật, ta cũng là xem mà ngươi là người đệ tử duy nhất của Mộ Bạch sư huynh mới quyết định nói cho ngươi. Lãnh sư thúc xin yên tâm, Lâm Phong nhất định thủ khẩu như bình, tuyệt sẽ không lộ ra nửa phần. Hại ngươi sư tôn chính là La Sát Môn. La Sát Môn, cái này tông môn rất lợi hại sao? La Sát Môn không tính mạnh, vậy hắn như thế nào dám đắc tội chúng ta Thần Tiêu Kiếm Tông? Trước kia La Sát Môn tự nhiên không dám, chẳng qua hiện nay bọn hắn tìm Vô Cực Ma Tông làm chỗ dựa, cũng liền có can đảm kia. Lý Triều sư thúc cùng Khương sư thúc tiến về La Sát Môn, chuẩn bị vì Lý sư tôn báo thù, đoạt lại Hạo Nhiên kiếm, nhưng tại trên đường gặp phải Vô Cực Ma Tôn đại trưởng lão, nhận lấy phục kích, không thể đến được La Sát Môn, còn cần trở về tìm trưởng giáo sư huynh bàn bạc kỹ hơn. Thì ra là thế, đa tạ lãnh sư thúc đã nói cho Lâm Phong sư điệt. Mộ Bạch sư huynh chỉ có người như thế một người đệ tử, có thể nói đối người kỳ thác kỳ vọng. Mặc dù người thiên phú chẳng ra sao cả, nhưng là tại ta tu hành giới, thiên phú không phải nhân tố duy nhất quyết định. Người cũng biết, Mộ Bạch sư huynh trước kia khi thi hành nhiệm vụ, thương tổn tới căn cơ, dẫn đến những năm này thực lực một mực tại dậm chân tại chỗ. Chúng ta những cái khác sư huynh muội đều đã xa xa dẫn trước với hắn. Làm Thần Tiêu Thất Kiếm một trong Hạo Nhiên kiếm chủ nhân, thực lực của Mộ Bạch sư huynh đã không xứng với cái thân phận này. Bây giờ Thần Tiêu Kiếm Tông bên trong đã có rất nhiều người đều đang dòm ngó Hạo Nhiên kiếm cùng Cô Tồn Phong. Sở dĩ không ai hành động là bởi vì có trưởng môn sư huynh ở phía trước đỉnh lấy áp lực. Nhưng lần này Mộ Bạch sư huynh trọng thương, Hạo Nhiên kiếm mất đi, nhất định sẽ có người mượn cơ hội này nhảy ra. Ngươi cũng phải làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta hiểu được, ta ơn lãnh sư thúc. Đi trở về cố gắng tu luyện đi. Coi như lần này ném đi Hạo Nhiên kiếm cùng Cô Tồn Phong, về sau dùng thực lực cướp về là được. Ta tin tưởng ngươi sẽ không cô phụ Mộ Bạch sư huynh kỳ vọng. Ban đêm, một đạo thân ảnh màu đen lặng lẽ rời đi Thần Tiêu Kiếm Cung, hướng phía tây cấp tốc mà đi, tốc độ nhanh chóng, trong chớp mắt liền đã biến mất không thấy gì nữa. Môn chủ, chúng ta làm như vậy không phải quá mạo hiểm đi à? Vô Cực Ma Tông cùng Thần Tiêu Kiếm Tông đều là Lâu Châu cảnh nội cấp cao nhất siêu cấp thế lực. Chúng ta là sát môn nếu là dính vào, có thể hay không? Các người có lo lắng như vậy là đúng. Bất quá ta muốn nói, nếu như trước kia, ta tuyệt đối sẽ không tham dự vào tranh đấu của Vô Cực Ma Tông và Thần Tiêu Kiếm Tông. Bất quá bây giờ lại không giống rồi. Có cái gì không giống? Vô Cực Ma Tông thái thượng trưởng lão Vô Cực đạo nhân, hắn vừa mới đã đột phá. Vô Cực Ma Tông ngay tại liên thủ Thất Sát Tông, từng bước tan rã Thần Tiêu Kiếm Tông thực lực. Đợi đến Vô Cực đạo nhân triệt để vững chắc cảnh giới, liền sẽ nhất cử công phá Thần Tiêu Kiếm Tông, diệt đi cái này đại địch. Sau đó lại đối phó Thanh Vân Tông, đợi đến Vô Cực Ma Tông xưng bá Lây Châu, đến lúc đó La Sát Môn chúng ta cũng có thể mượn nhờ Vô Cực Ma Tông nhất phi trùng thiên. Đây là cơ hội hiếm có, tuyệt không thể bỏ lỡ, ha ha ha. Vào hôm sau ngay tại giữa trưa, trên bầu trời La Sát Môn đột nhiên xuất hiện một cái hư ảnh cự kiếm dài trăm trượng, đột nhiên hướng về La Sát Môn xuyên thẳng tới. Lớn mật, ai dám ở La Sát Môn dương ngoài, muốn chết phải không? Các hạ là ai? La Sát Môn chúng ta đến cùng làm sao đắc tội ngươi? Vậy mà để ngươi ra tay như thế ngoan thủ, liền cơ hội nói chuyện cũng không cho. Hỗn trướng, ngươi liền không sợ lọt vào báo ứng sao? Vô Cực Ma Tông người đâu? Bọn hắn không phải đã nói sẽ bảo đảm La Sát Môn an toàn sao? Vì cái gì đến bây giờ còn không xuất hiện? Ngươi là người của Thần Tiêu Kiếm Tông? Không có khả năng, ngươi không thể nào là Thần Tiêu Kiếm Tông người. Vô Cực Ma Tông đã đáp ứng sẽ giám thị các ngươi Thần Tiêu Kiếm Tông cường giả hết thảy cử động. Ngươi không thể nào là Thần Tiêu Kiếm Tông. Ngươi đến cùng là ai? Bỗng nhiên, lớn mật tặc nhân dám bị như thế giết chóc. Hôm nay lão phu liền tiễn ngươi về Tây Thiên. Ha ha ha, đại trưởng lão cứu ta. Đây là kiếm ý. Người này là ai? Thế mà lĩnh ngộ đáng sợ như vậy kiếm ý. Một điểm Hạo Nhiên khí, ngàn dặm khoái trăng gió. Xem ra Vô Cực Ma Tông đại trưởng lão cũng bất quá như thế. Thật sự là khó được không bỏ. Hôm nay ta liền tạm thời bỏ qua các ngươi bọn này tạp toái. Ngày khác gặp lại ta tất lấy mạng của ngươi. Hừ. Đại trưởng lão, người này lĩnh ngộ kiếm ý đối với chúng ta có tác dụng khắc chế cực lớn. Nếu là chưa trừ diệt, chính là họa lớn đối với Vô Cực Ma Tông. Rất nhanh tin tức là sát môn bị diệt liền truyền ra. Mà đối với thân phận của người mặt quỷ, Vô Cực Ma Tông cũng đang điều tra, nhưng vẫn như cũ không thể tra ra chân tướng. Lúc này Lâm Phong đã lặng lẽ về tới Cô Tồn Phong. Hắn làm như vậy không phải sợ đánh không lại đối phương, chủ yếu là không muốn bại lộ thân phận của mình. Một tháng sau liền muốn đi Cửu U Bí Cảnh vì sư tôn tìm kiếm Bỉ Ngạn Hoa, phải nắm chắc thời gian tăng lên mình thực lực mới được.
Lần này tu hành tốn hao nửa tháng thời gian, cảnh giới đạt được tiến thêm một bước, từ đại thành đi vào trung cực, lại không có thể lĩnh ngộ được kiếm vực. Mình thật vất vả nghiêm túc một lần, vậy mà không thể đạt tới mong muốn. Nếu có thể đi đến kiếm chủng thì tốt biết mấy. Điều kiện nơi này chung quy là kém một chút, muốn lĩnh ngộ kiếm vực chỉ sợ có chút khó. Đi kiếm chủng hẳn là có cơ hội. Kiếm chủng là kiếm tu thánh địa, cũng là nơi tốt nhất để lĩnh hội kiếm ý kiếm vực, mà tư cách tiến vào kiếm chủng đều là từ tông môn từng sinh ra đại đế. Lâm Phong một lần đều không có tham gia qua, cho nên hắn liền không cách nào tiến vào, không cách nào tiến vào kiếm chủng. Vậy cũng chỉ có thể tự mình nghiên cứu một chút. Cư bí cảnh, nghe nói bên trong có đủ loại thiên tài địa bảo, mỗi trăm năm mở ra một lần đều sẽ dẫn tới vô số thế lực tiến vào cướp đoạt. Đương nhiên muốn đi vào cửu bí cảnh cũng là có hạn chế, đó chính là tuổi tác không được vượt qua 100 tuổi. Một khi vượt qua cấm khu liền sẽ bị cửu bí cảnh bên trong thiên địa chi lực diệt sát. Lâm Phong, sư tôn ta gọi người đi qua một chuyến, có chuyện tìm ngươi. Lãnh sư thúc tìm ta. Thanh Huyền sư muội, chúng ta đi thôi. Lâm Phong, sư huynh mang đạo. Không có chuyện, ta đi ra ngoài trước, Thanh Tuyền người tạm thời lưu lại. Vâng sư tôn. Lâm Phong gặp quà Lãnh sư thúc. Lâm sư điệt không cần đa lễ, hôm nay gọi ngươi tới có việc, trưng cầu ý kiến của ngươi. Lãnh sư thúc mời nói. Còn có không đến thời gian nửa tháng, cửu bí cảnh liền muốn mở ra. Bên trong không chỉ có mộ Bạch sư huynh cần bỉ ngạn hoa, càng là có thật nhiều có thể cải biến vận mệnh thiên tài. Địa bảo tông môn lại phải phái một nhóm người đi vào. Ngươi là có hay không nguyện ý đi theo vào sông vào một lần? Đương nhiên bên trong cũng rất nguy hiểm, hơi không chú ý có thể sẽ vĩnh viễn ở lại nơi đó. Ngươi nếu là không nguyện ý, ta cũng không miễn cưỡng. Lãnh sư thúc, ta thì không đi được. Một người hành động tự nhiên tốt bao nhiêu, làm gì đi tìm phiền toái cho mình đâu. Vị đại sư huynh này không chỉ có lôi thôi, còn tham sống sợ chết, quả thực là cho Thần Tiêu kiếm tông mất mặt mà. Lâm Phong sư diệt, kỳ thật ngươi không cần quá lo lắng, lần này Thanh Tuyền cũng sẽ đi vào, ngươi đi theo hắn là được, có hắn che chở ngươi sẽ không có nguy hiểm gì. Ngươi phải biết đây là người nghịch tập duy nhất cơ hội, một khi bỏ lỡ muốn xoay người cũng không có cơ hội. Ta lần trước nói cho ngươi chuyện kia, ngươi hẳn còn nhớ đi. Đã như vậy, vẫn là cùng đoàn người cùng một chỗ tiến vào cửu bí cảnh đi. Sau khi đi vào tìm một cơ hội đơn độc chạy đi, về sau hơi bại lộ chút thực lực còn có thể dùng lấy cớ này để giải thích. Vậy liền xin đa tạ Lãnh sư thúc. Không cần cảm ơn ta, ngươi là mộ Bạch sư huynh đệ tử, lại là ta từ nhỏ nhìn xem lớn lên, ta chỉ hy vọng ngươi có thể bảo trụ cô Tôn Phong, không muốn bị người khác chiếm đi. Lâm Phong nhất định sẽ không để cho Lãnh sư thúc thất vọng. Vậy là tốt rồi, Thanh Huyền. Nửa tháng sau tiến vào cửu bí cảnh, ngươi liền mang theo Lâm Phong đi. Vâng sư tôn. Còn xin Thanh Huyền sư muội chiếu cố nhiều hơn. Lâm Phong sư huynh khách khí. Lần này đồng hành cửu bí cảnh, ta Thần Tiêu kiếm tông tất nhiên độc chiếm vị trí đầu. Thập nhị trưởng lão, những người này liền giao cho ngươi. Ta hy vọng ngươi hôm nay mang đi bao nhiêu người, sau 3 tháng đồng dạng phải cho ta mang về bấy nhiêu. Tôn trưởng cách gọi làm gia phát. Cốc huynh đã lâu không gặp, không nghĩ tới là ngươi dẫn đội. Ta cũng không nghĩ tới Tần Vân tông đem Vương huynh cho phải tới. Các ngươi đi nhận thức một chút Thần Tiêu kiếm tông mấy vị cao đồ đi. Chờ tiến vào cửu bí cảnh, các ngươi còn muốn hợp tác lẫn nhau, ta cùng Cốc huynh có việc thương lượng. Vâng. Cốc huynh, nghe nói các ngươi Thần Tiêu kiếm tông gần nhất gặp phải phiền toái. Một điểm nhỏ vấn đề mà thôi, chúng ta cùng Vô Cực Ma tông tranh đấu nhiều năm như vậy, còn không phải trôi qua rất tốt sao? Bọn hắn có thể làm gì được ta? Cũng đúng, bất quá Cốc huynh các ngươi cũng muốn cẩn thận một chút, Vô Cực Ma tông đám người kia, thế nhưng là không giờ khắc nào không muốn xưng bá Lây Châu. Nếu có cần tương trợ, chúng ta Thanh Vân tông nghĩa bất dung từ. Vậy ta trước hết tạ của Vương huynh. Lâm Phong, tiến vào cửu bí cảnh, bởi vì bí cảnh sẽ đem mọi người xáo trộn phân tán, chỗ mà mỗi người xuất hiện đều sẽ khác biệt. Đến lúc đó ta sẽ lưu lại ám hiệu, ngươi thấy được liền mau chóng chạy tới cùng ta tụ hợp. Nếu không ta rất khó cam đoan an toàn của ngươi. Cửu bí cảnh khắp nơi là nguy hiểm, nhất thiết phải cẩn thận. Được. Đa tạ Thanh Huyền sư muội. Ma đầu kia vậy mà tới. Cửu bí cảnh đã mở ra, Vô Cực Ma tông người nghe cho ta, sau khi đi vào, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Phàm là cùng ta Vô Cực Ma tông đối nghịch, giết bất luận tội. Cần tuân đại trưởng lão chỉ lệnh. Lên đi, cầu duyên đang chờ các người, đừng ném ta Vô Cực Ma tông mặt mũi. Được rồi, người đều tiến vào, chúng ta vẫn là dựa theo quy củ cũ cược một ván đi. Lưu Quân trong miệng nói đến đánh cược. Chính là mỗi lần cửu bí cảnh mở ra, tứ đại đỉnh cấp thế lực đều sẽ đánh cược một lần. Mọi người đều cầm ra một kiện bảo vật. 3 tháng sau, nhìn thế lực nào cuối cùng còn sống đi ra nhiều người nhất, liền có thể thắng được tiền đặt cược. Bảo vật thắng thua có lẽ không phải quan trọng, nhưng mặt mũi mới là quan trọng.
Thiên đạo huynh ngươi muốn làm gì? Không có gì, chính là bế quan thời gian hơi lâu, muốn hoạt động một chút thân thể. Ngươi hoạt động thân thể vì sao đối ta Thần Tiêu Kiếm Tông ra tay? Ta nhìn ngươi chính là đang nhằm vào chúng ta. Nhằm vào ngươi thì như thế nào? Vô Cực Ma Tông sai khiến La Sát Môn đối Thần Tiêu Kiếm Tông âm thầm ra tay. Mối thù này còn không có tính đâu, các ngươi là muốn khai chiến đúng không? Khai chiến liền khai chiến đi. Vô Cực Ma Tông sợ ngươi Thần Tiêu Kiếm Tông hay sao? Tốt tốt, đã các ngươi Vô Cực Ma Tông muốn khai chiến, ta lập tức thông chi, tùy ý ngươi thôi. Bất quá trước đó, ta thử trước một chút các ngươi Thần Tiêu Kiếm Tông những năm này có hay không tiến bộ. Thiên đảo ma đầu, ngươi là muốn đem chúng ta người nơi này toàn bộ giết tới tu luyện ngươi thôn thiên ma công chứ gì? Ta nhưng không có ý nghĩ như vậy. Chỉ cần ngươi Thần Tiêu Kiếm Tông có thể phá được ma công của ta, chuyện hôm nay như vậy coi như thôi. Đây chính là ngươi nói. Hôm nay ta liền đến lĩnh giáo một chút thôn thiên ma công uy lực. Tiếp lấy dẫn. Không sai không sai, tốt một cái kiếm trận, vậy mà có thể phá ta năm thành công lực thôn thiên ma công. Kiếm tu lực phá hoại của Nhiên Cường Đại. Ta Thiên Đảo ma đầu nói lời giữ lời, hôm nay liền đến này là ngừng. Bọn hắn cùng hơn 20 người tạo thành kiếm trận, mới miễn cưỡng phá được thôn thiên ma công. Vậy nếu chỉ là 10 người thì sao? Cái này ma tộc trải qua mấy chục năm bế quan, thực lực là càng ngày càng mạnh. Cuộc đi săn chính thức bắt đầu. Cuối cùng cũng được tự do rồi, vậy trước đi tìm Bỉ Ngạn Hoa, sau đó hãy suy nghĩ về những thứ khác. Ôi! Đây là đệ tử của Thần Tiêu Kiếm Tông. Các thi thể đều bị cắt đứt gân tay và gân chân, xem ra là bị tra tấn khi còn sống. Sau cùng vết thương chí mạng ở phần cổ, bị sát hại bằng vũ khí sắc bén. Trông như kẻ sát nhân là con người, chứ không phải là dã thú. Tại sao phải giết hắn? Rõ ràng tất cả mọi người vừa mới tiến vào, chưa tìm thấy gì cả, tại sao lại giết người này? Làm sao ngươi phát hiện được ta? Ta hỏi ngươi tại sao phải giết hắn? Câu hỏi ngớ ngẩn, một con run rế mà thôi, muốn giết thì giết đấy, cần lý do gì? Có đúng không, vậy ngươi trong mắt ta cũng là sâu kiến, liệu ta có phải là cũng có thể tùy ý xóa bỏ ngươi? Tất nhiên, miễn là ngươi đủ khả năng. Ngươi đến cùng là ai? Ta là Thượng Thiên phải tới để trừng phạt những ác ma như các ngươi. Đi xuống địa ngục mà sám hối đi, nhân gian không thích hợp ngươi. Các ngươi là ai? Vì sao muốn tiêu diệt chúng ta Thanh Vân Tông? Chẳng lẽ không sợ Thanh Vân Tông trả thù đúng không? Thanh Vân Tông cùng Thần Tiêu Kiếm Tông đều trong danh sách săn đuổi của chúng ta. Nếu muốn trách thì chỉ trách các ngươi đã chọn sai tông môn đi. Các ngươi là người của Vô Cực Ma Tông? Không cần hỏi, ta sẽ không nói cho ngươi, trừ khi cái gì? Trừ khi tất cả các ngươi đều chết. Chiến đấu. Là ai phái ngươi tới? Mục đích tới Cửu U Bí Cảnh là gì? Nói ra, ta có thể để cho các ngươi một con đường sống. Ngươi là người phương nào? Ngươi không đủ tư cách để biết. Nói ra mục đích của ngươi, cùng với kẻ chỉ huy đằng sau ngươi, nếu không thì... Mơ tưởng. Đã không muốn nói, vậy liền kết thúc cho cuộc sống tội lỗi của ngươi thôi. Hãy đi chôn cùng với những vong hồn dưới tay ngươi. Ăn. Đa tạ ân nhân cứu giúp. Không cần cảm tạ ta, coi như không có các ngươi, ta cũng không sẽ để những thằng áo đen này trốn thoát. Vô luận như thế nào, ân nhân đã cứu chúng ta là sự thật. Còn xin ân nhân lưu lại tục danh, chờ sau khi rời khỏi đây, Thanh Vân Tông sẽ đến nhà bái phỏng báo đáp ân tình. Không cần, chỉ là chuyện nhỏ, không cần để bụng, tạm biệt. Đối với ân nhân nói tới là chuyện nhỏ, nhưng đối với chúng tôi, đó chính là cứu mạng. Đến cùng là thế lực nào mới có thể bồi dưỡng được người như thế? Hắn không mang kiếm, chứng tỏ không phải Thần Tiêu Kiếm Tông. Vô Cực Ma Tông và Thất Sát Tông càng sẽ không đánh giết đồng môn chứ. Vậy ở Liễu Châu còn có thế lực khác có thể nuôi dưỡng ra nhân vật đặc biệt như vậy không? Chẳng lẽ hắn rất có khả năng là từ cái kia? Mọi chuyện có vẻ trở nên ngày càng khó giải quyết, xem ra phải tạm dừng việc tìm kiếm Bỉ Ngạn Hoa, phải nhanh chóng tìm tới Diệt Thanh Huyền và các đệ tử khác của Thần Tiêu Kiếm Tông, thông báo cho họ biết mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Nếu không, trong chuyến đi Cửu U Bí Cảnh lần này của Thần Tiêu Kiếm Tông chắc chắn sẽ tổn thất nặng nề. Tất cả mọi người nói một chút, đối với những người mặc áo đen đột ngột xuất hiện này có suy nghĩ thế nào? Thanh Huyền sư tỷ, nhìn những người mặc áo đen này, họ không phải người bình thường.
không chỉ ra tay độc ác. Trong trận chiến, bọn hắn tấn công rất ác liệt, không màng đến tổn thương của bản thân. Ngay cả khi chết cũng phải kéo người khác chung cùng. Tuyệt đối không phải thế lực bình thường có thể bồi dưỡng được. Ta cảm giác mục tiêu của họ tiến vào cựu u bí cảnh không đơn giản. Dương Phạm sư huynh nói rất đúng. Những người mặc áo đen này khả năng tới cựu u bí cảnh không phải để tìm kiếm bảo vật hay cơ duyên. Trước khi chúng ta cùng các sư huynh sư tỷ tập hợp lại với nhau, cũng đã gặp rất nhiều thi thể. Có cả người của Thần Tiêu Kiếm Tông chúng ta, cũng có những thi thể khác của tán nhân. Dấu vết tất cả đều do con người ra tay. Ban đầu ta nghĩ bọn hắn đánh nhau vì tranh giành bảo vật. Bây giờ xem ra là do những người mặc áo đen này gây nên, khả năng này rất lớn. Trên đường đi tới đây, chúng ta cũng đã chứng kiến rất nhiều tình huống tương tự. Chúng ta cũng vậy. Bất kể mục tiêu của bọn hắn là gì, chúng ta đều phải thay đổi kế hoạch. Mọi người không thể hành động riêng lẻ nữa. Chúng ta cần tập hợp cùng một chỗ mới có thể sống sót. Các người cũng đã thấy được khả năng chiến đấu của những người mặc áo đen này. Hôm nay chỉ còn lại 1/3 số người ở đây. Ai sống ai chết cũng chưa chắc. Sau khi nghỉ ngơi hoàn toàn, mọi người tiếp tục lên đường. Và để lại dấu hiệu riêng của môn phái Thần Tiêu Kiếm Tông, nhằm mục đích có thể tập hợp thêm nhiều người lại cùng nhau. Có ai không? Cứu người! Nghiệt xúc, muốn chết, bay trận đi! Tốc chiến tốc thắng! Rất tốt, một trận chiến rất thú vị đấy. Các hạ là ai? Đó cũng chính là câu hỏi mà ta muốn hỏi. Các người là ai? Trong cựu u bí cảnh gây ra tàn sát vô cớ như vậy, mục đích thật sự là gì? Nếu nói ra, ta có thể lưu lại cho các người toàn thây. Trận pháp không tệ đấy, nhưng tiếc là không tác dụng với ta. Đã các người chấp mê bất ngộ, vậy liền không thể trách ta không cho cơ hội. Thực lực thật là mạnh. Ta là vương chủ Gia Cát Thanh Vân. Gặp qua gặp qua. Tiền bối có việc gì sao? Tiền bối, thứ này đối với ta rất quan trọng. Con xin tiền bối bỏ những thứ yêu thích. Người muốn con rắn này. Vậy người định lấy gì để đổi nó? Không biết tiền bối cần thứ gì. Mặc kệ ta cần gì, các người đều sẵn lòng đổi lấy ư? Đương nhiên. Vậy ta muốn bỉ ngạn hoa. Các người có bỉ ngạn hoa không? Ăn à, bỉ ngạn hoa ngay. Bỉ ngạn hoa thuộc về loại thiên tài địa bảo rất hiếm gặp. Ngay cả các tông môn lớn đều chưa hẳn có. Nhưng cựu u bí cảnh là nơi phù hợp nhất cho bí ngạn hóa sinh trường. Cái này ta hiện tại không có, nhưng nếu ta tìm được, chắc chắn sẽ đổi với tiền bối ngài. Vậy thì chờ ngươi tìm được rồi hãy nói. Khâu thúc, có thể xác định được thân phận của người này không? Thiếu cốc chủ, khi người này đánh chết người mặc áo đen vừa rồi, hoàn toàn dựa vào sức mạnh áp đảo và không sử dụng bất kỳ công pháp môn phái nào khác, nên chưa có đủ thông tin. Có khả năng là thiên tài được bồi dưỡng từ Thần Tiêu Kiếm Tông không? Có khả năng, bất quá cũng rất có thể là từ thế lực lớn khác. Nhưng tên kia cũng dám tại dưới mí mắt ta sát hại người của Thần Tiêu Kiếm Tông. Quả thực là muốn chết. Chỉ có đem tuyệt đại bộ phận người áo đen đều giải quyết, ta mới có thể an tâm đi tìm kiếm bị ngạn hoa. Chẳng lẽ có một chân truyền đệ tử đang bị truy sát? Sẽ là ai? Không phải là Thanh Huyền đó chứ? Tên chân truyền đệ tử này thế mà. Một đám tiểu tử, các người dám đụng đến người của Thần Tiêu Kiếm Tông, thật sự là muốn chết. Không hổ là băng phách kiếm chi chủ, xác thực lợi hại. Đáng tiếc hôm nay người đi không ra được sơn cốc này. Thần Tiêu thất kiếm, chưa gãy mất Hạo Nhiên kiếm, bây giờ lại sắp gãy thêm băng phách kiếm, sắp trở thành Thần Tiêu năm kiếm. Muốn lưu lại ta, chỉ bằng các ngươi. Lãnh Hàn Sương, vì đối phó ngươi, chúng ta thế nhưng là nhọc lòng làm chuẩn bị đầy đủ. Hôm nay ngươi nhất định có đến mà không có về, có đúng không? Vậy liền thử một chút xem sao. Nếu như các ngươi không thể giữ chân được ta, đợi đến cựu u bí cảnh lần nữa mở ra, toàn bộ Lây Châu đều sẽ biết chuyện. Các ngươi Thất Sát Tông dám dùng mạng người để tu luyện cấm thuật, đến lúc đó Thất Sát Tông liền sẽ giống ngàn năm trước như thế, trở thành Lây Châu toàn bộ công địch, người người đuổi đánh. Lần này ta xem các ngươi như thế nào, hướng tất cả các thế lực khác ở Lây Châu giải thích. Quả nhiên vẫn là không giấu giếm được. Nhưng mà Lãnh Hàn Sương, ngươi là không có cơ hội đi ra. Ta rất hiếu kỳ, các ngươi chẳng lẽ liền không sợ bị giết chóc khống chế, trở thành không có tình cảm máy móc? Nếu sống như thế còn không bằng chết đi. Cái này không cần ngươi quan tâm.
Tà thất sát tông trải qua ngàn năm nghiên cứu, đã đèn sát thần tuyệt cải tiến rồi, sẽ không còn có tác dụng phụ. Hiện tại người vẫn là ngẫm lại, làm sao để thoát khỏi thiên la địa võng thì hơn. Chỉ cần người chết ở chỗ này, liền tạm thời sẽ không có người biết thân phận thật sự của chúng ta. Về phần sau đó, chờ Tà thất sát tông vừa thống nhất Lây Châu, thì có ai dám không phục nữa? Lãnh Hàn Sương, để cho ta kiến thức một chút ngươi thần tiêu thất kiếm một trong. Băng phách kiếm đến cùng có gì chỗ bất phàm? Được thôi, như ngươi mong muốn. Ha ha ha, Lãnh Hàn Sương, băng phách kiếm bất quá cũng chỉ như thế. Ngươi nếu chỉ là có chút năng lực ấy, hôm nay liền lưu lại đi. Xem đây, một kiếm xương hàn, băng phong vạn dặm. Con rắn này thật xinh đẹp, toàn thân đều là màu trắng bạc, trên thân lân phiến của nó còn có phản quang. Cái đồ chơi này cũng đã không phải rắn bình thường mà là đã thành giao long rồi nhỉ? Nó đang hấp thu nhật nguyệt tinh hoa để tu luyện sao? Xung quanh loại hoàn cảnh giá lạnh này, còn tăng thêm cường đại giao long đang thủ hộ. Đây không phải là mình đau khổ tìm kiếm hoàn cảnh thích hợp để bị ngạn hoa sinh trưởng sao? Ô, cái kia giao long huynh, thật ngại quá, là ta không cẩn thận đi lầm đến nơi này. Không biết ở đây là địa bàn của ngươi, nếu như ngươi không chào đón, vậy ta hiện tại liền rời đi. Ta đều nói xin lỗi trước, một con rắn thế mà còn không nể mặt ta, thật coi ta là sợ ngươi hay sao? Đã bao nhiêu năm, rốt cục có người có thể dẫn động phương thiên địa này. May mắn thay, cuối cùng cũng không phải đợi vô ích. Tới đi, đã ngươi muốn đánh, ta liền bồi ngươi đánh lên một trận. Tình huống như thế nào, không phải muốn đánh nhau sao? Làm sao đột nhiên liền sợ rồi? Đã ngươi thần phục với ta, kia từ giờ trở đi, ta chính là chủ nhân của ngươi. Ồ, không sai không sai, cho ngươi đổi cái tên nhé. Nhìn ngươi một thân ngân bạch, dứt khoát liền gọi Tiểu Bạch đi. Tiếp xuống Lâm Phong tiến vào chính đề, hỏi thăm Tiểu Bạch thủ hộ bảo bối ở nơi đó. Tiểu Bạch cũng không biết Lâm Phong cần thứ gì, chỉ có thể mang theo hắn tại bên trong nơi này chậm rãi tìm kiếm. Kết quả tìm một hồi lâu, cũng không phát hiện tung tích của Bì Ngạn Hoa. Làm sao bây giờ, nếu như ở địa cầu liền tốt rồi. Trực tiếp đem ảnh chụp cho Tiểu Bạch nhìn một lần, như thế nó liền biết. Ai? Cái này không phải, cái này không phải. Cái này cũng không phải. Đừng làm rộn, ta đang làm chính sự đâu. Thế nào? Đây là... Ôi trời, là Bỉ Ngạn Hoa, rốt cuộc tìm được. Sư tôn có thể được cứu rồi. Ha ha ha, Tiểu Bạch, cảm ơn ngươi. Tiểu Bạch, ta muốn rời đi. Ngươi là muốn lưu lại nơi này hay là đi theo ta? Ý của ngươi là muốn theo ta cùng đi? Ngươi chắc chắn chưa? Ta là muốn rời khỏi phiến thiên địa này, đi ra thế giới bên ngoài, ở đó rất nguy hiểm. Thân thể của ngươi lớn như vậy, nếu ra ngoài, hơi không cẩn thận liền có khả năng bị người chú ý đến. Quá thần kỳ, không nghĩ tới ngươi còn có thể thu nhỏ. Đã như vậy, về sau ngươi liền theo ta nhé. Chờ có cơ hội, ta sẽ giúp ngươi trở thành chân long, bá chủ cửu thiên. Sau khi Tiểu Bạch xác định muốn cùng Lâm Phong mình rời đi bí cảnh, hắn đem cái này tiểu hồ ly và cùng rất nhiều linh thảo kia cùng một chỗ đóng gói, toàn bộ mang đi. Tiểu Bạch, chúng ta đi, ta dẫn người đi bên ngoài ăn ngon uống say, không cần vây ở cái này địa phương nho nhỏ này nữa. Sau khi rời đi nơi ở của Tiểu Bạch, Lâm Phong liền bắt đầu thời gian vượt qua du sơn ngoạn thủy. Nhưng hắn không biết là lúc này Diệt Thanh Huyền đang phải đối mặt với Thất Sát Tông, Vô Cực Ma Tông cùng đám người áo đen công kích. Đó là tín hiệu của Thần Tiêu Kiếm Tông, hơn nữa còn là tín hiệu cầu cứu khẩn cấp, nếu không cũng sẽ không tự bạo bán mạnh phi kiếm. Tiểu Bạch, chúng ta mau đi. Giao, giao long. Tất cả mọi người nghe đây, cho các ngươi một phút thời gian. Lấy tông môn làm đơn vị tập hợp thành từng nhóm. Người quá thời gian trước. Thanh Tuyền sư tỷ, chúng ta được cứu rồi. Lạc Y sư muội, người biết hắn à? Ta từng gặp qua, nhưng cũng không biết thân phận chân thật của hắn. Là lúc nào nhìn thấy? Ngay khi tiến vào cửu u bí cảnh không lâu sau đó, ta bị mấy tên người áo đen truy sát. Sau đó hắn đã xuất hiện. Thanh Tuyền sư tỷ, người này thật rất mạnh, chỉ một chiêu liền đem người áo đen toàn bộ giết chết. Nếu như hắn cứu được ngươi, vậy sao ngươi không hỏi thân phận của người ta? Có hỏi, nhưng mà hắn không nói. Các ngươi là ai? Thuộc về thế lực nào?
Không nói đúng không, Tiểu Bạch, giao cho ngươi. Tiểu Bạch ăn no chưa? Chưa ăn no liền đem bọn hắn cùng một chỗ ăn sạch. Tiền bối, chúng ta thuộc về Thất Sát Tông. Ta là Thất Sát Tông, tọa hạ chân truyền đệ thứ 3 của trưởng môn Từ Lưu Rộng. Còn xin tiền bối cho ta sư tôn một bộ mặt, thả chúng ta một con đường sống. Ta Thất Sát Tông vô cùng cảm kích. Tiền bối. Mọi người mau trốn, tên ma đầu này sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Không trốn nữa liền không có cơ hội. Ân nhân, mày còn nhớ ta không? Ta là Thanh Minh Tông Lý Lạc Y. Nhớ kỹ. Tạ ơn ân nhân, không ngờ tới ngày còn nhớ đây rõ ta. Đây đã là lần thứ 2 ngày cứu ta. Lạc Y thực sự không biết nên như thế nào báo đáp ân tình này. Hy vọng ân nhân có thể lưu lại tục danh. Lạc Y sẽ vĩnh viễn khắc trong tâm khảm, ngày sau còn có thể lấy thân báo đáp ân tình của ngài. Lạc Y tiểu thư, ta đã nói rồi, cứu ngươi chỉ là thuận tay mà thôi. Lần trước như thế, lần này cũng vậy. Cho nên ngươi không cần để ở trong lòng. Thần Tiêu Kiếm Tông muốn cùng Đông Trúc Phong, tại hạ đệ nhất chân truyền Diệp Thanh Tuyền, mang theo ở đây tất cả Thần Tiêu Kiếm Tông đệ tử. Tạ ơn tiền bối ân cứu mạng. Không cần phải khách khí, ta cùng Thần Tiêu Kiếm Tông có chút nguồn gốc, nếu đã gặp đương nhiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Vô luận như thế nào, tiền bối cứu chúng ta là sự thật, về tình về lý đều nên cảm tạ ngài. Ta tiếp nhận các ngươi cảm tạ, nhưng thứ này là ta trong nghịch cảnh tìm được, các ngươi cầm đi cho những người bị thương sử dụng, hy vọng có thể trợ giúp cho mọi người. Cảm ơn tiền bối. Tốt rồi, ta phải đi. Trước khi đi, nhắc nhở mọi người một chút, lần này cựu u bí cảnh cùng Di Vãng khác biệt, vì lý do an toàn, các người tốt nhất đừng nên tách ra. Mặc dù Vô Cực Ma Tông cùng Thất Sát Tông đệ tử đều bị tiêu diệt, nhưng người áo đen so với bọn hắn càng thêm nguy hiểm, vẫn là cẩn thận một chút hành động thì hơn. Chúng ta đã hiểu rõ. Vậy là tốt rồi, hy vọng các người có thể an toàn rời đi cựu u bí cảnh. Gặp lại Tiểu Bạch, chúng ta đi. Tiểu Bạch, ở cái bí cảnh này, còn có hung thú nào khác mà thực lực ngang sức với ngươi hay không? Chúng ta đi vơ vét một ít bảo bối. Ồ, nếu đã có, vậy liền xuất phát đi. Hàn Sương, ta nói qua, ngươi chạy không thoát. Ra chịu chốt đi. Ngươi chọn cái này nơi táng thân cũng không tệ đấy. Rất thích hợp với ngươi. Đã ngươi không chịu ra, vậy ta liền mời ngươi ra động thủ. Anh Nhiệt Xúc, ngươi muốn tìm cái chết đúng không? Công kích cho ta. Một đám phế vật, các ngươi làm sao có thể sống đến bây giờ? Phải công kích vị trí yếu nhất của nó là đầu và tứ chi. Không thể tiếp tục như vậy tiêu hao xuống, nhất định phải cho rùa lớn này một kích chí mạng. Nếu không khi tiêu hao quá lớn, muốn đối phó với Lãnh Hàn Xương chỉ sợ sẽ khó khăn. Sát thần công. Lúc này thân thể của Lãnh Hàn Xương dần dần bị sát khí ăn mòn, thực lực nhiều nhất cũng chỉ có thể phát huy ra 3 phần. Nàng căn bản không thể nào là đối thủ của đám người tổ chức sát thần kia. Ngay tại Lãnh Hàn Xương đang suy nghĩ cách đối phó, sau đó liền đem băng điều lộ ra. Lãnh Hàn Xương, ngươi cho rằng đem băng phong chính mình liền có thể trốn được sao? Nằm mơ. Sát khí của sát thần công há lại dễ dàng như vậy bị ngăn cách. Chỉ cần trong thân thể ngươi còn ẩn chứa sát khí chưa bị loại bỏ ra, bất kể là ngươi trốn ở đâu, ta đều có thể tìm tới các ngươi. Thất Sát Tông thế mà lén tu luyện sát thần công, các ngươi trở lấy trở thành công định của toàn bộ người trong thiên hạ đi. Ha ha ha. Lãnh Hàn Xương, cuồng cho ngươi vẫn là Thần Tiêu Thất Kiếm một trong, thế mà ngây thơ như vậy, cho diệt đi ngươi, lại diệt đi Thần Tiêu Kiếm Tông và Thanh Vân Tông, đến lúc đó ai còn dám chất vấn chúng ta thì sát tông, nghịch ta thì chết, hết thảy phản đối đều sẽ bị vùi vào trong đất. Ngươi thật coi chúng ta Thần Tiêu Kiếm Tông là của hồng mềm, muốn diệt liền diệt hay sao? Vậy chúng ta liền chờ xem đi, ngươi đã không có cơ hội. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, có đúng không? Chờ ngươi phá vỡ được phong ấn của ta rồi hãy nói.
phòng ngự này thật mạnh. Người đâu, đem băng điêu lôi ra mặt nước. Lãnh Hàn Sương, đừng lại vùng vẫy vô ích nữa. Ngươi trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Như vậy ta có thể cho ngươi một cái chết có đủ thể diện. Nếu không, ở đây có vô số nam nhân thèm nhỏ dãi thân thể của ngươi đấy. Hậu quả thế nào ngươi hẳn phải hiểu rõ. Muốn giết ta, vậy trước phá vỡ phong ấn của ta lại nói. Thật sự cho rằng ta không phá nổi sao? Mau công kích. Liền cái này, chẳng khác gì là đang gãi ngứa. Lãnh Hàn Sương, ta ngược lại muốn xem ngươi có thể kiên trì bao lâu. Cho ta toàn lực công kích. Tiểu Bạch, bí cảnh bên trong còn có hay không dị thú càng mạnh hơn? Nếu có còn không mau đi. Đừng sợ, có ta ở đây, yên tâm lớn mật đi. Chủ nhân của ngươi thực lực rất mạnh đấy. Nếu như con dị thú kia dám phản kháng, ta đem nó làm thịt cho ngươi làm đồ ăn. Tiếp tục như vậy không thể được. Khoảng cách cửu bí cảnh lần nữa mở ra, chỉ có hơn nửa tháng. Không sử dụng sát thần công là không cách nào phá được phong ấn kia. Nếu để cho Lãnh Hàn Sương còn sống ra ngoài, tổ chức sát thần liền sẽ bị lộ ra. Hiện tại Thất Sát Tông còn chưa chuẩn bị sẵn sàng thảo phạt đối địch các thế lực lớn. Đến lúc đó, một khi chuyện này bị lộ ra ánh sáng, liền ngay cả Vô Cực Ma Tông đều chưa chắc chịu nổi. Huống chi Thất Sát Tông, như thế liền thật vạn kiếp bất phục. Lãnh Hàn Sương, đây là ngươi ép bức ta. Hừ, đã nhịn không được muốn dùng sao? Cũng không biết mình có thể hay không chống đỡ được. Nguyên lai kinh thiên nhất kích kia không phải cứ muốn phát động liền có thể phát động. Nhìn bộ dáng của ngươi như thế, thân thể chắc đã sắp không thừa nhận nổi. Dừng tay đi, ta có thể cam đoan sau khi ra ngoài, không nói ra chuyện các ngươi Thất Sát Tông lén lút tu luyện sát thần ma công. Các ngươi muốn đồng quy vu tận chết cùng nhau hay sao? Coi như có thể phá vỡ phong ấn, thân thể của ngươi cũng sẽ nhận lấy trọng thương, cần gì chứ? Lời nói không ai đáp lại. Lãnh Hàn Sương bắt đầu thao túng băng điều đang tán loạn tại trong kết giới, muốn thoát đi sát thần kiếm khóa chặt, nhưng mà tất cả đều là vô ích. Sát thần kiếm một khi khóa chặt mục tiêu, trừ phi năng lượng hao hết hoặc là bị lực lượng mạnh hơn ngăn trở, nếu không chạy trốn tới chỗ nào đều vô dụng. Làm sao bây giờ tránh không xong? Ngăn không được chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây? Được cứu rồi ư? Không thể nào. Hắc hắc hắc. Các người đều đáng chết. Tiểu Bạch, thanh lý hiện trường đi. Lâm Phong, là Lâm Phong. Ngươi nếu dám đi, ta liền đem chuyện xảy ra ở nơi này toàn bộ nói cho trưởng giáo sư huynh. Như thế bí mật của ngươi liền sẽ bại lộ. Lãnh sư thúc, ngài làm sao nhận ra ta? Thật đúng là ngươi. Đúng, là ta. Lâm Phong, ngươi giấu thật là sâu. Lâm Phong cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, còn xin sư thúc thứ lỗi. Bất đắc dĩ? Vậy ngươi ngược lại nói một chút bất đắc dĩ như nào? Lãnh sư thúc, ngài còn không có nói, ngài làm sao nhận ra ta? Ngươi muốn biết à? Mê mơ. Vậy ngươi phải nói trước, từ lúc nào bắt đầu quyết định che giấu thiên phú của chính mình? Rất lâu rồi đi, cụ thể thời gian thì ta cũng quên. Sư thúc, ngài tin tưởng ta thật không có lừa gạt ngài. Sư thúc đương nhiên tin tưởng ngươi. Vậy cái kia, sư thúc có thể nói cho ta biết sao ngài nhận ra ta được không? Được thôi, khi ngươi vừa bị đại sư huynh nhặt về nồi dưỡng, sư huynh đem ngươi giao phó cho ta chăm sóc một đoạn thời gian. Ta ngày ngày tắm rửa cho ngươi, phát hiện vết bớt trên cổ. Đương nhiên lúc đó ngươi còn nhỏ, có lẽ sẽ không nhớ rõ. Vừa mới nãy khi ngươi ông ta bay đi, ta thấy được vết bớt này, nhìn rất quen thuộc, liền nghĩ ngay đến ngươi. Trên thế giới, người khác sẽ có vết bớt với hình dạng và vị trí như thế sao? Nguyên lai là như vậy, trách không được sư thúc có thể xác định là ta. Lâm Phong, nói thật lòng, cho dù ta có thể xác định thân phận của ngươi, nhưng khi nghe ngươi chân chính thừa nhận, vẫn là không nhịn được mà ngạc nhiên. Ngươi chỉ mới 20 tuổi, làm sao lại có thực lực mạnh đến như vậy? Thiên tư của ngươi đã vượt xa đại sư huynh. Sư thúc quá khen, Lâm Phong còn trẻ, đồ vật còn cần học tập có rất nhiều. Kỳ thật lấy thực lực hiện tại của ngươi, đã hoàn toàn không cần thiết phải ẩn nhẫn như thế. Không không không, sư thúc, ta đã quen thuộc cuộc sống như vậy, không muốn đi đến đâu cũng bị xem như tiêu điểm, càng không muốn bị mọi người xem ta như quái vật thiên tài. Còn xin sư thúc thay ta bảo thủ bí mật này. Lâm Phong vô cùng cảm kích. Vậy được rồi, đã ngươi đều nói như vậy, sư thúc liền đáp ứng ngươi, giúp ngươi bảo thủ bí mật, sẽ không đối với bất kỳ người nào nói về chuyện này. Ta ơn sư thúc, về sau sư thúc nếu có dặn dò gì cứ việc nói ra, Lâm Phong nhất định dốc hết toàn lực hoàn thành. Đây chính là ngươi nói đấy nhé, không cho phép đổi ý. Tuyệt không đổi ý. Sư thúc, ta trước giúp ngươi đem thể nội sát khí đẩy lùi ra ngoài đi. Cũng tốt, vậy liền làm phiền ngươi. Sư thúc, vậy ngài nhắm mắt lại nhịn một chút, quá trình có thể sẽ có chút đau nhức. Không cần, ngươi cứ việc tới đi, ta vẫn là chịu được. Sư thúc cảm giác thế nào rồi? Cảm ơn ngươi Lâm Phong, đã tốt hơn rất nhiều. Sát khí của sát thần ma công của Nhiên lợi hại, nếu không phải có người hỗ trợ, ta còn phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể thanh trừ sạch sẽ. Sư thúc ngài cũng đừng cảm tạ ta nữa, ta là vãn bối, đây đều là ta phải làm. Đúng, ngài nói sát thần ma công là cái gì? Sát thần ma công là một bộ công pháp cấm kỵ của Thất Sát Tông, công pháp này cực kỳ bá đạo. Ngàn năm trước, sát thần tông dựa vào nó kém chút liền có thể thống nhất Lâu Châu.
Lâm Phong, cái kia một kiếm diệt đi La Sát Môn. Từ Vô Cực Ma Tông đại trưởng lão Thiên Đạo Hùng thong dong rời đi, người mặt quỷ. Có phải hay không cũng là ngươi? Đúng thế. Kiếm ý của ngươi đến đẳng cấp gì? Trung cấp, khoảng cách đại thành đã không xa, nhưng mà ta cảm giác gặp phải bình cảnh, cần một cái thời cơ mới có thể đột phá đại thành. Đáng tiếc không có cách nào tiến vào kiếm chủng, nếu ở nơi đó ngộ kiếm, hẳn là có cơ hội. Ai bảo ngươi không nguyện ý tham gia tông môn thi đấu, coi như muốn điệu thấp cũng không trở thành bị người nghị luận là phế vật đại sư huynh. Thế mà cũng thờ đi, biểu hiện ra một chút thiên phú cũng không được hay sao? Sư thúc, ta người này thật không thích trở thành tiêu điểm trong mắt mọi người, như thế sẽ khiến cho ta cảm thấy rất không được tự nhiên. Còn xin sư thúc hiểu được nỗi khó của ta. Đi thôi, cho sau khi ra ngoài, ta sẽ giúp ngươi tiến vào kiếm chủng. Hy vọng ngươi thật có thể ở bên trong lĩnh ngộ ra kiếm vụ, cũng không uổng công ta một phen khổ tâm. Ta ơn sư thúc. 3 tháng thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta còn phải nhanh đi tìm Bỉ Ngạn Hoa. Đại sư huynh sẽ không chống đỡ đến lần sau cửu ủ bí cảnh mở ra. Sư thúc, Bỉ Ngạn Hoa ta đã tìm được rồi, ta không tiện bại lộ. Sư thúc, Bỉ Ngạn Hoa liền nhờ ngài mang về giao cho trưởng môn sư thúc đi. Đã tìm được Bỉ Ngạn Hoa, vậy nhiệm vụ chuyến này cứ ủ bí cảnh xem như hoàn thành. Chúng ta cùng đi tìm Thanh Huyền, cũng không biết bọn hắn có gặp nguy hiểm gì không. Lần này Thất Sát Tông cùng Vô Cực Ma Tông có chuẩn bị mà đến, thậm chí còn phái ra người của tổ chức sát thần. Ta có chút bận tâm, sư thúc yên tâm, sư tỷ vẫn an toàn, ngài không cần lo lắng. Ta mới từ nơi đó tới đây, ngươi nhìn thấy Thanh Tuyền rồi, bọn hắn thế nào? Đúng là đã gặp được, đều rất an toàn. Không nghĩ tới phát sinh ra chuyện thế này, vậy chúng ta vẫn là trước đi tìm bọn hắn đi. Vâng sư thúc, đi thôi Tiểu Bạch. Sư thúc, đây là ta mới thu sủng vật, Bỉ Ngạn Hoa cũng là nó cho ta. Một con rắn đã tiến hóa thành giao long, cũng không tệ lắm, tương lai nói không chừng có cơ hội trở thành chân chính chân long. Sư thúc, chúng ta đi thôi, đám người sư tỷ chắc là còn đi không xa. Sư thúc, ta thay y phục trở về, còn xin ngài giúp ta bảo thủ bí mật. Yên tâm đi, chuyện ta đáp ứng ngươi, ta tự nhiên sẽ làm được. Sau đó không lâu, thời gian cửu bí cảnh đóng lại đã sắp đến. Ngay tại bên trong bí cảnh, khi mọi người chuẩn bị truyền tống ra bên ngoài, đột nhiên toàn bộ bí cảnh bắt đầu kịch liệt lay động. Tiếp theo nơi xa xuất hiện một vệt kim quang nói liền cùng bầu trời. Chuyện gì xảy ra? Cửu cung đã hiện, mọi người có thể tiến về cửu cung tiếp nhận khảo nghiệm, tìm kiếm đại cơ duyên thuộc về mình. Bên trong có rất nhiều truyền thừa, tùy tiện một cái đều đủ để cải biến tự thân nhân sinh vận mệnh. Bí cảnh cũng sẽ theo đó trì hoãn 1 tháng sẽ đóng lại. Mời các vị nắm chặt thời gian, bỏ qua cơ hội lần này liền không có lần sau. Chúc mọi người may mắn, gặp lại. Sư tôn, cửu cung là nơi nào? Không biết, bên trên cổ tịch cũng không có ghi chép cái này, giống như đây là lần đầu tiên cửu cung xuất hiện. Vậy chúng ta có muốn đi hay không? Đã có đại cơ duyên đưa tới cửa, tất nhiên là phải đi rồi. Sau đó vô số thân ảnh nhanh chóng bay về phía kim quang phát ra, đem tốc độ phát huy đến cực hạn, sợ chậm một bước bị người cướp đoạt mất cơ duyên. Có cái kia tất yếu sao? Lâm Phong, ta hỏi ngươi một vấn đề. Sư thúc ngài đừng như vậy được hay không? Nếu như bị người nghe được, đồ đần đều biết sinh nghi. Hẳn là ta hỏi ngài mới đúng. Nhìn người bộ dáng nhát gan kia đi, xuất ra một chút phong thái cường giả có được hay không? Sư thúc, đây cũng không phải là vấn đề nhát gan, chỉ là hiện tại ta còn chưa muốn bại lộ. Ngài chẳng phải cũng đã đáp ứng muốn giúp ta bảo thủ bí mật rồi mà? Được rồi, không phải liền là hỏi thăm cái vấn đề sao? Mà lại ta cũng là nhìn thấy người đều tại, đi hết mới tới. Ngươi nói có đúng hay không? Bởi vì ngươi xuất hiện mới dẫn tới cửu cung hiện thế. Sư thúc ngài cũng đừng quá coi trọng ta như thế, ta nơi nào có được năng lực lớn như vậy. Người nhà ngươi, hiện tại trong bí cảnh, tất cả mọi người đều hận không thể nhận chính mình là nhân vật chính, là chính mình đến mời khiến cho cửu cung hiện thế, từng cái tranh nhau chen lấn chạy tới, tưởng tượng lấy mình đạt được đại cơ duyên sau nhất phi trùng thiên. Chỉ có ngươi là không muốn tham dự. Đi thôi, chúng ta cũng đi xem một chút, cửu cung đến cùng có cái gì bất phàm. Sư thúc, cái kia chúng ta vẫn là tách ra đi thôi. Sao để chỉ có một mình ta tiến đến? Nhiều người như vậy đều đi đâu? Hoan nghênh đi vào cửu cung, bản tạ cửu thánh chủ. Tại hạ Lâm Phong, tiền bối tốt. Nhiều năm như vậy rốt cuộc đã đến một cái có thể vào mắt. Ngươi gọi Lâm Phong đúng không? Vâng tiền bối. Lâm Phong, ngươi cũng đã biết ta đợi ngươi trên vạn năm. Thời gian đã không còn nhiều lắm. Chờ ta trên vạn năm, còn xin tiền bối giải hoặc. Vạn năm trước đó, ta trọng thương chạy trốn tới Lây Châu, tự biết ngày giờ không nhiều, liền mở ra cửu bí cảnh, lưu lại trọng bảo cửu cung ở nơi này, chờ đợi đồ đệ có thể kế thừa y bác của ta xuất hiện. Ai ngờ thiên tư của người ở Lây Châu thật sự là quá thấp, cái này chờ đợi dòng dã hơn vạn năm. Còn tốt, cuối cùng trước khi ta sắp tiêu, ngươi đã đến, cuối cùng là không có để cho ta đợi uổng công. Ý của tiền bối, ta chính là người mà ngài muốn chờ kế thừa ngài y bác. Đúng thế. Tiền bối, ta có thể cự tuyệt được không? Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Ta nói ta có thể cự tuyệt kế thừa ngài y bác hay sao? Lần này có rất nhiều người tiến vào, ngài có thể tìm bọn hắn. Lâm Phong ngu muội, sợ rằng sẽ cô phụ hảo ý của ngài. An, ngươi, có biết ngươi đang nói cái gì? Tiền bối, ta rất rõ ràng chính mình, ta không muốn làm ngài một đợt người thừa kế.
còn xin tiền bối thả ta ra ngoài đi. Coi như ta chưa hề đi vào. Tiểu tử, nói một chút ngươi vì cái gì không nguyện ý tiếp nhận truyền thừa của ta. Ngài đều nói, ngài là trọng thương chạy trốn tới Lây Châu. Ta nếu tiếp nhận truyền thừa, vậy sẽ không phải là cần vì ngài báo thù sao? Địch nhân ngay cả ngài đều đánh không lại, ta dù cố gắng tu luyện cả đời, chỉ sợ cũng đồng dạng đánh không lại hắn. Huống hồ ta cũng không muốn rời đi Lây Châu. Từ đầu đến cuối, ta đều chưa nói qua muốn người báo thù cho ta đi à? Mà lại coi như có nói, ngươi sẽ không trước tiếp nhận sao? Về phần có đi hay không, còn không phải là quyết định từ ngươi. Dù sao ta đều đã chết, cũng không quản được nhiều như vậy. Không không không, tiền bối, nếu như ta tiếp nhận truyền thừa, ngài chính là ta sư phó, làm đồ đệ nào có không cho sư phó báo thù? Ta Lâm Phong làm người có nguyên tắc của mình, chuyện đã đáp ứng liền nhất định sẽ hết sức đi làm, sẽ không qua loa cho xong. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền càng phải để ngươi làm đồ đệ của ta, tiếp nhận ta một đợt truyền thừa. Cái kia, ngài còn không có hiểu rõ ý tứ của ta sao? Tiểu tử, ngươi không phải liền là sợ làm đồ đệ của ta, rồi sẽ cho ngươi mang đến không cách nào dự đoán nguy hiểm chứ gì? Ta cũng coi như đã nhìn ra, ngươi là một người muốn nắm giữ vận mệnh của chính mình. Tiếp xuống lời ta nói, sẽ liên quan đến một chút bí mật của Cửu Châu Đại Lục. Hy vọng ngươi sau khi nghe xong mới đưa ra quyết định. Nếu như nghe xong ngươi vẫn không tiếp thụ, ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Dù sao ngươi có chí riêng. Vậy vạn bối xin lắng tai nghe. Ngươi là muốn làm một quân cờ, hay là muốn làm người đánh cờ? Không biết trong đó khác nhau như thế nào. Đương nhiên là có khác nhau. Ngươi nếu là muốn làm quân cờ, ta không nói hai lời lập tức đưa ngươi ra ngoài. Nếu như ngươi muốn làm người đánh cờ, chúng ta lại tiếp tục nói. Bất quá ta cần nói trước, đây là ngươi một lần duy nhất lựa chọn. Cơ hội bỏ qua liền vĩnh viễn sẽ không có nữa. Mà ngươi cũng sẽ vĩnh viễn là một cái quân cờ, không còn có cơ hội để trở thành người đánh cờ. Về phần lúc nào quân cờ bị vứt bỏ, liền muốn nhìn xem tâm tình của người đánh cờ. Tiền bối, ta tự nhiên là muốn làm người đánh cờ. Người đánh cờ sao? Ta liền biết người là cái không cam bị người khác nắm giữ vận mệnh của mình. Lúc này, ở một bên khác, những người tiến vào Cửu U Cung đều đang tụ tập đến trong một cái đại sảnh rộng rãi. Xung quanh chỉnh chỉnh tề tề sắp hàng 108 đạo môn, một cánh cửa đại biểu cho một loại truyền thừa. Bây giờ người trong đại sảnh đều nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng. Bọn hắn đang ở trong huyễn cảnh tiếp nhận khảo nghiệm của Cửu U Cung. Người thành công thông qua khảo nghiệm sẽ có thanh âm nhắc nhở nên từ chỗ nào đạo môn tiến vào. Thất bại cũng chỉ có thể bị truyền tống ra Cửu U Cung, triệt để mất đi cơ hội thu hoạch được cơ duyên. Trước mắt chỉ có Diệp Thanh Huyền, Lãnh Hàn Sương, Gia Cát Thanh Vân ba người thành công thông qua. Người thông qua khảo nghiệm mời tiến về căn phòng số 3. Một tháng sau, thông thiên kim quang ở chỗ sâu của Cửu U bí cảnh dần dần biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn đến vị trí mà kim quang biến mất. Cửu U cung đâu rồi? Đại cơ duyên cũng không còn nữa. Một đám người bắt đầu như sói tru khóc lớn lên. Lâm Phong nhìn xem chung quanh muôn màu cảnh tượng, xem như đối tu sĩ muốn mạnh lên tâm lý, có một tia hiểu rõ. Cuối cùng Lâm Phong cũng đã tiếp nhận truyền thừa của Cửu U thánh chủ. Một tháng thời gian đến, Cửu U cung đã đóng. Chúc mừng người tại Cửu U cung thu hoạch được đại cơ duyên, hy vọng các ngươi có thể đem truyền thừa phát dương quang đại. Dù sao sẽ tại nửa ngày sau mở ra, đến lúc đó các ngươi liền có thể trở lại ngoại giới. Chư vị, gặp lại. Lâm Phong nhìn xem trong lòng bàn tay hiện ra dấu ấn một tòa cung điện nhỏ nhỏ. Đó chính là Cửu U cung, trở thành Cửu U thánh chủ đệ tử, tiếp nhận Cửu U thánh chủ truyền thừa trọng bảo. Cửu U cung tự nhiên cũng sẽ đưa cho Lâm Phong. Cửu U bí cảnh là muốn mở ra, nếu không có Cửu U cung tọa trấn, sẽ vĩnh viễn không mở ra được. Trừ phi có tồn tại vượt qua 12 cảnh đại nhân vật, nguyện ý xé rách không gian mới có thể lần nữa mở ra. Đây cũng là lần cuối cùng Cửu U bí cảnh xuất hiện. Lâm Phong, đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, sư thúc, ngài có vấn đề gì liền trực tiếp hỏi đi, ta nếu biết sẽ nói cho ngài. Ngươi là đi vào Cửu U cung phải không? Đúng. Vậy nhận được truyền thừa của người nào rồi? Là số 1 trong môn vị kia, vẫn là Cửu U thánh chủ. Vậy sư thúc ngài đạt được truyền thừa của ai? Phi Nguyệt Kiều, Cửu U thánh chủ bên trong 108 người thủ hạ xếp hạng thứ 3. Phi Nguyệt Kiều, vậy sư thúc ngài đã học được Trảm Thiên Bia kiếm thuật, làm sao ngươi biết? Đó là Phi Nguyệt Kiều tuyệt kỹ thành danh. Ta đương nhiên là biết rồi. Không chỉ là hắn, mà 108 tuyệt kỹ của những người kia ta đều biết. Sư thúc, Phản Nguyệt Kiêu tuyệt kỹ Trảm Thiên Bia kiếm thuật nhưng là rất lợi hại. Nghe nói đã hắn từng lấy cảnh giới thứ 11 đỉnh phong, một kiếm chém rất cường giả cảnh giới thứ 12. Nói như vậy, ngươi thật đạt được là Cửu U thánh chủ truyền thừa. Mê mơ, Lâm Phong, chuyện này như ngàn vạn không thể tiết lộ ra ngoài. Nếu không thần Tiêu kiếm tông cũng không bảo hộ được ngươi, nhất định phải nát ở trong lòng, thẳng đến tương lai một ngày nào đó, thực lực của ngươi đầy đủ quét ngang toàn bộ Lây Châu. Sư thúc, ta là người như thế nào ngài còn không rõ ràng hay sao? Những chuyện như thế ta đương nhiên là hiểu rõ. Cái kia Lâm Phong, chờ sau khi rời khỏi đây, ngươi tiếp tục làm ngươi phế vật đại sư huynh đi thôi. Ta sẽ đi tìm Thanh Vân Tông, để bọn hắn giữ bí mật, sau đó đem chuyện bên trong Cửu U bí cảnh toàn bộ quy vào trên người ta. Tin tưởng nhất định không ai sẽ hoài nghi ra ngươi. Vậy thì cảm ơn lãnh sư thúc. Không có việc gì, nói ta ơn phải chính là ta mới đúng. Nếu không phải ngươi, ta đã chết tại trong tay đám người Thất Sát Tông tổ chức sát thần kia rồi. Đại trưởng lão, nhiệm vụ lần này xem như triệt để thất bại. Chúng ta đã xem thường Lãnh Hàn Sương,
Xem ra tổ chức sát thần của thất sát tổng các người cũng bất quá như thế thôi. Thế mà liền kẻ lãnh Hàn Xương đều không giải quyết được. Hừ, thành sự không có, bại sự có thừa, đồ vô dụng. Đại trưởng lão, việc này cũng không nên trách chúng ta. Lãnh Hàn Xương dù sao cũng là thiên tài khó gặp của Thần Tiêu Kiếm Tông trong mấy trăm năm qua. Gần với Tô Mộ Bạch thiên tài, tăng thêm cự u bí cảnh lại có hạn chế về tuổi tác, ai cũng không có 100% nắm chắc có thể giải quyết Lãnh Hàn Xương. Một cái Lãnh Hàn Xương mà thôi, không nổi lên được ngọn gió nào. Tô Mộ Bạch đều gãy trong tay Vô Cực Ma Tông chúng ta, chẳng lẽ còn trị không được Lãnh Hàn Xương? Cho hắn đi ra, ta sẽ tự mình xuất thủ. Đại trưởng lão, ngài kiến thức rộng rãi, cự u bí cảnh hiện tại là tình huống như thế nào? Vì cái gì đều đã 4 tháng rồi còn không có mở ra? Có thể là phát động cự u bí cảnh bên trong truyền thừa. Cự u bí cảnh bên trong còn có truyền thừa ư? Vì cái gì trước đó chưa từng xuất hiện qua? Tình huống cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng. Bất quá đã từng có cổ tịch ghi chép qua, cự u bí cảnh là một vị nào đó đại năng siêu việt cảnh giới thứ 12 tạo ra. Trong không gian có truyền thừa của hắn, chỉ là hắn yêu cầu quá cao nên truyền thừa mới một mực không xuất hiện. Ý của ngài là có người đạt được truyền thừa của đại năng siêu việt cảnh giới thứ 12 trong cự u bí cảnh? Sẽ không là Lãnh Hàn Xương đi à? Cái này một nhóm người tiến vào bên trong cự u bí cảnh, không hề nghi ngờ Lãnh Hàn Xương có thiên phú tối cao, thực lực cũng mạnh nhất. Nếu như truyền ngôn là thật, vậy truyền thừa chắc chắn bị Lãnh Hàn Xương đạt được. Chờ ngày bí cảnh mở ra, cũng chính là thời điểm ta Vô Cực Ma Tông cùng Thần Tiêu Kiếm Tông chính thức khai chiến. Cốc trưởng lão, ta biết người bây giờ có rất nhiều nghi vấn, nhưng hiện tại không phải lúc để nói những thứ này. Chúng ta lập tức trở về tông môn, đến lúc đó ta lại từ từ giải thích. Tốt. Các ngươi nói một chút, cự u bí cảnh vì cái gì trì hoãn một tháng mở ra? Bẩm đại trưởng lão, một tháng trước, mọi người chờ đợi bí cảnh mở ra. Nhưng lúc đó đột nhiên xuất hiện một vệt kim quang nối liền bầu trời mặt đất. Tiếp sau một thanh âm vang lên, nói cự u cung hiện thế, muốn để mọi người đi cự u cung tiếp nhận khảo nghiệm, tìm được cơ duyên. Cũng chính như vậy mà cự u bí cảnh mới trì hoãn một tháng mới mở ra. Truyền ngôn thế mà là thật, bên trong cự u bí cảnh của Nhiên có truyền thừa, hơn nữa nhìn đến đã có người đạt được. Hôm nay ai cũng không cho phép rời đi. Tất cả đều đứng lại cho ta. Thiên Hùng, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ lại còn muốn giữ lại tất cả chúng ta? Thiên Hùng, ngươi năm đó đổ sát một tòa thành hơn 100 vạn người, đến nay Vô Cực Ma Tông cũng còn không có cho mọi người một lời giải thích. Hôm nay chẳng lẽ lại một lần nữa chế tạo rất chốc? Vậy cũng phải xem người thiên hạ có đồng ý hay không. Hai người các ngươi tiểu bối, không cần phải nói những lời này cho ta gây thù hận. Ta Thiên Hùng không sợ, ta liền để ở chỗ này đấy. Hôm nay ai dám rời đi, ta không chỉ có một rớt, mà lại đem tông môn ngươi cùng một chỗ nhổ tận gốc. Thiên Hùng, ngươi lợi hại hơn nữa cũng là một người. Chúng ta nhiều người như vậy liên thủ với nhau, chẳng lẽ còn phải sợ ngươi hay gì? Các ngươi có thể thử một chút, nhìn xem ta cái này Thông Thiên Ma Công có thể hay không đem các ngươi toàn bộ cùng một chỗ nuốt sạch. Thiên Hùng tiền bối, Yêu Vương Cốc cùng Vô Cực Ma Tông trước nay có giao hảo với nhau, chúng ta tại bên trong bí cảnh cũng không có rớt qua bất luận kẻ nào. Còn xin Thiên Hùng tiền bối cho chúng ta Yêu Vương Cốc một bộ mặt, xin thả chúng ta rời đi. Ta đã nói ai cũng không được rời đi. Thiên Hùng ma đầu, ngươi đem chúng ta giữ lại rốt cuộc muốn làm gì? Làm gì? Đương nhiên là tính sổ với các ngươi rồi. Hiện tại trước hết diệt ngươi Thần Tiêu Kiếm Tông, Vô Cực Ma Tông đệ tử chết nhiều người như vậy, đều là người Lãnh Hàn Xương làm đúng không? Phải thì như thế nào? Chẳng lẽ chỉ cho các ngươi Vô Cực Ma Tông giết người khác, lại không cho người khác giết các ngươi? Hừ, ngươi còn liền nói đúng đấy. Vô Cực Ma Tông có thể giết người khác, nhưng các ngươi muốn giết người của Vô Cực Ma Tông lại thấy không được. Thiên Hùng ma đầu, lời như thế cũng có thể nói ra, liền không sợ trở thành công địch của toàn bộ người trong thiên hạ đúng không? Thật sự là buồn cười. Ta Thiên Hùng cũng không phải sợ đối đầu với người trong thiên hạ, ta chính là như thế đấy. Hiện tại ta không phải còn sống rất tốt đó sao? Người Lãnh Hàn Xương, hãy mau giơ tay chịu trói đi. Ngươi nằm mơ. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Thiên Hùng ma đầu, ta nhìn ngươi không phải muốn tìm chúng ta báo ngươi Vô Cực Ma Tông thù, mà là muốn mượn cớ lấy được cự u bí cảnh bên trong truyền thừa chứ gì. Tất cả mọi người đừng xem nữa, chờ Thiên Hùng ma đầu vừa ra tay liền sẽ buộc các ngươi giao ra truyền thừa, nếu không đưa ra chỉ có một con đường chết. Ha ha ha, xem ngươi cũng không đến mức quá ngu ngốc. Truyền thừa bên trong cự u bí cảnh há lại các ngươi những bọn tiểu bối này có thể nhận được, biết điều liền giao ra cho lão phu. Như thế hôm nay tạm tha các ngươi một mạng, nếu không đừng trách lão phu tâm ngoan thủ lạt. Tất cả mọi người đều nghe rồi đó, chỉ có chúng ta đoàn kết lại mới có thể đối phó với tên ma đầu này. Thiên Hùng, ngươi đừng có lại chấp mê bất ngộ. Thiên Hùng, ta Yêu Vương Cốc muốn rời đi, việc này chúng ta không tham dự. Các ngươi nói nhảm nhiều lắm. Toàn lực công kích đi. Đã ngươi muốn tìm chết, vậy cũng đừng trách ta. Thôn Thiên Ma Công,
ma thần tàn sát. Mọi người cẩn thận, thanh âm này mang theo nhiếp hồn tác dụng, nhất định phải giữ vững tâm thần, thủ vững đạo tâm. Có thể vì tà ma cung cống hiến một phần lực lượng, là vinh hạnh của các ngươi. Mọi người cùng nhau xuất thủ, phá mất thôn thiên ma công. Nếu để hắn thôn phệ càng nhiều, ma công càng mạnh, cuối cùng chúng ta đều muốn ngỏm tại đây. Tiếp lấy hãy cố gắng phá ma công. Ha ha ha, nghĩ phá ma công của ta, nào có dễ dàng như vậy. Hôm nay, liền để các người kiến thức một chút áp lực của thôn thiên ma công. Mọi người đừng ẩn giấu thực lực nữa, còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải lưu tại nơi này. Thiên hùng ma đầu cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Năm đó hắn dám mạo hiểm dám đối đầu với toàn người trong thiên hạ, đổ sát trăm vạn người. Hôm nay liền sẽ dám đem chúng ta toàn bộ giết chết ở đây. Thiên hùng ma đầu chết đi. Không đúng, người thi triển nuốt thần thiên ma công đều chết. Vậy vì sao ma công còn không có mất đi? Cái này rõ ràng không phù hợp. Là ngươi, đúng là ta. Ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn nhúng tay vào chuyện của vô cực ma tông? Vô cực ma tông làm nhiều việc ác, xem nhân mạng như cỏ rác. Ta là thượng thiên phải tới trừng phạt những kẻ độc ác như các ngươi. Thật sự là nhảm nhí, buồn cười đến cực điểm. Cái gì làm nhiều việc ác? Cái gì là xem nhân mạng như cỏ rác? Ta cái gì cũng đều không hiểu. Ta chỉ biết đây là một thế giới cả lớn nước cả bé. Người mạnh có quyền, kẻ yếu nên bị đào thải. Cường giả mới có tư cách sinh tồn được. Đến cùng ai là làm sai trái? Ngươi để mọi người đến phân xử đi. Ngươi muốn cho đám này sâu kiến đến phân xử bổn tọa? Bọn hắn có tư cách này sao? Cường giả chế định ra quy tắc, còn kẻ yếu là để tuân theo quy tắc, kéo dài hơi tàn sống sót hoặc là chết. Thiên hùng lão đầu, cứ việc ngươi nói chính là sự thật, nhưng ta cũng không tán đồng quan điểm của ngươi. Tương lai ta sẽ chế định quy tắc mới, đó chính là người người bình đẳng, ai cũng không thể loạn giết người vô tội, sinh mệnh nào cũng đều chân quý. Ha 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 ha. Người người bình đẳng, vậy ta tu hành trở thành cường giả để làm gì? Thật là buồn cười. Thiên hùng, ngươi có tín nhiệm lý tưởng của ngươi, ta có ý nghĩ của chính ta. Trận chiến ngày hôm nay, để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi vô cực ma tông đại trưởng lão đến cùng có phải hay không chỉ là thùng rỗng kêu to. Không thể nào. Ôi trời, Lâm Phong mới bao nhiêu lớn? Năm gần 20 mấy tuổi đi à? Sao thực lực của hắn có thể cùng với thiên hùng ma đầu sống mấy trăm năm, đánh đến ngang tay? Quả thực là kỳ tài ngút trời. Trời muốn phù hộ chúng ta thần tiêu kiếm tông sao? Ngươi không phải là rất lợi hại sao? Hừ, ta nhìn ngươi còn có thể chém ra mấy kiếm. Tại nút thiên ma công bên trong, ta chính là vô địch tồn tại. Không rớt sạch những ngày thần ma, ngươi là không đả thương được ta. Trước phá mất ma công, có đúng không? Vậy ta cũng phải thử một chút có thể hay không làm bị thương ngươi. Ta ngay ở chỗ này đứng đây, cứ tới đi. Lãnh Hàn Sương đừng trước mắt. Tiếp xuống ngươi phải cẩn thận nhìn. Một kiếm này đem đối ngươi có trợ giúp rất lớn. Lúc này khí thế của Lâm Phong đang không ngừng kéo lên. Khi khí tức đạt đến đỉnh phong, lực lượng toàn thân tụ tập cùng một chỗ, phảng phất cùng phiến thiên địa này hợp làm một. Lãnh Hàn Sương nhìn một chút, bỗng nhiên mở to hai mắt trừng lấy. Cái này, đây là Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Ha ha, đã ngươi bất động, vậy liền tới phiên ta. Trảm. Một kiếm này chưa bao giờ thấy qua. Khá lắm, một kiếm này kêu cái gì? Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Tốt một cái Trảm Thiên Bạt kiếm thuật. Ngươi là người thứ nhất có thể phá mất ta thôn thiên ma công. Ta thiên hùng tán thành ngươi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Có thể phá mất ngươi thôn thiên ma công rất nhiều người, chỉ là ngươi còn chưa có gặp được thôi. Thiên hùng làm người vẫn là điệu thấp một điểm, không phải một ngày nào đó ăn thiệt thòi, mà sự tán thành của ngươi ta không cần. Ta thiên hùng làm việc không cần ngươi đến dạy. Mặc dù hôm nay ngươi thắng, nhưng ta không phục. Chờ xem, rất nhanh ta liền sẽ để ngươi biết cùng ta vô cực ma tông đối nghịch sẽ là kết quả gì. Chúng ta vô cực ma tông mau rút lui. Mọi người vất vả rồi, tông môn sẽ vào ngày mai cho các ngươi mang lên mở tiệc ăn mừng. Lãnh sư muội cùng các trưởng lão đến tông môn đại điện, những người khác toàn bộ đi về nghỉ ngơi. Vâng trưởng giáo. Sư huynh, đừng khóc, lại khóc nữa liền sẽ không đẹp. Sư huynh, ta còn tưởng rằng người cũng sẽ không thể quay lại nữa. Cha còn không có tỉnh lại, ta rất sợ lại mất đi. Ta nên làm cái gì? Làm sao lại có chuyện đó? Sư huynh đáp ứng ngươi, về sau sẽ bảo vệ ngươi mà. Đến để sư huynh nhìn xem mấy tháng không gặp nhau có trở nên càng xinh đẹp hơn không. Hắc hắc,
Sư huynh, các ngươi vì cái gì về trễ hơn một tháng, khiến người ta lo lắng gần chết. Con tưởng rằng ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, mới không về được. Chuyện này nói rất dài dòng. Đi thôi, chúng ta về trước cầu Tồn Phong. Sư huynh lại từ từ kể lại cho ngươi nghe. Mê mơ. Đúng rồi sư muội, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi biết. Tin tức tốt gì? Lệnh sư thúc tại cửu bí cảnh bên trong tìm được Bí Ngạn Hoa. Không bao lâu nữa, sư tôn liền có thể thức tỉnh rồi. Thật sao? Đương nhiên là thật. Sư huynh lúc nào lừa dối ngươi? Quá tốt rồi sư huynh, cha rốt cục có thể tỉnh lại. Chúng ta người một nhà lại có thể đoàn tụ cùng nhau. Về sau có sư huynh ở đây, ai cũng đừng hòng có thể bắt nạt ức hiếp hai người các ngươi. Ta tin tưởng sư huynh mà. Ta nói này sư thúc, ngài tại sao lại tới rồi? Cái gì gọi là lại tới hả? Ta đây không phải hôm nay là lần đầu tiên tới sao? Sư thúc, lúc tại cửu bí cảnh ta đã nói qua, không có chuyện đừng đến tìm ta. Nếu nhiều lần dễ khiến cho người ta nhìn thấy sẽ hoài nghi. Ta chỉ muốn yên lặng sinh hoạt. Ngài đừng cho ta tìm phiền toái có được hay không? Ta lúc nào cho ngươi thêm phiền toái? Ngươi đây là đang ghét bỏ ta đấy à? Tiểu tử, năm đó lúc đại sư huynh đem ngươi đưa cho ta chăm sóc, ngươi chỉ so với kẻ dám lớn một chút mà thôi. Ăn uống ngủ nghỉ đều là ta làm, ta đều không có ghét bỏ ngươi đây. Ngươi bây giờ trưởng thành, cánh cứng gác rồi, ngược lại là ghét bỏ lên ta đúng không? Mình lại bị tiểu tử này cho chê. Thì còn đến đâu? Hôm nay nhất định phải cái thuyết pháp, không phải về sau làm sao tới thỉnh giáo Chản Thiên Bát Kiếm Thuật nữa. Sư thúc ngài hiểu lầm, ta làm sao lại dám ghét bỏ ngài chứ? Ân tình của ngài đối với ta, Lâm Phong một mực khắc trong tâm khảm, không dám quên. Chỉ là ngài trước kia một năm đều không tới Cô Tồn Phong mấy lần, bây giờ nếu là thường xuyên đến đây, sẽ khiến người khác chú ý. Gây nên người khác chú ý thì thế nào? Ta là người sư thúc, chẳng lẽ còn không thể tới? Sư thúc ngài đây không phải khó xử ta sao? Ta làm khó dễ ngươi lúc nào? Lâm Phong, đây chính là ngươi nói đấy nhé. Lúc đầu ta tới đây là muốn nói cho ngươi biết về tình hình của đại sư huynh. Đã ngươi không muốn ta đến, vậy ta lập tức đi ngay. Đến lúc đó ngươi cũng đừng đến hỏi ta. Ta cái gì cũng không biết. Sư thúc, đừng đừng đừng. Ta sai rồi còn không được sao? Ngài về sau muốn đến lúc nào thì đến lúc đó, ta đều hoan nghênh. Đây là ngươi chính miệng nói ta có thể tùy thời đến đây đấy nha. Vâng vâng vâng. Nhưng mà lúc ngài đến có thể hơi hơi ẩn nấp một chút được không? Sư thúc, coi như ta xin ngài mà. Được rồi, đã ngươi đều nói như vậy, sư thúc ta sẽ chú ý một chút, tận lực không khiến người ta phát hiện. Tiểu tử, còn chị không được ngươi sao? Hắc hắc, trưởng giáo sư huynh đã tại bắt đầu ra tay vì bạch sư huynh luyện chế linh đan, thời gian đoán chừng cần mất một tuần lễ. Nói cách khác, không có gì bất ngờ xảy ra, một tuần lễ sau bạch sư huynh liền có thể thức tỉnh. Ha ha, Lâm Phong, sư thúc có chuyện muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Sư thúc, là chuyện liên quan tới Chản Thiên Bạt Kiếm Thuật à? Ngươi là như thế nào trong thời gian ngắn như vậy tu thành Chản Thiên Bạt Kiếm Thuật? Ta hiện tại vẻn vẹn sờ đến một điểm da lông mà thôi, nhưng ngày đó ta nhìn thấy ngươi dùng ra Chản Thiên Bạt Kiếm Thuật, lại có lĩnh ngộ mới, chỉ là còn xa xa chưa đủ, cho nên muốn hướng ngươi thỉnh giáo một chút. Sư thúc ngài cũng đừng nói cái gì thỉnh giáo như vậy, chúng ta lẫn nhau nghiên cứu thảo luận đi. Kỳ thật Chản Thiên Bạt Kiếm Thuật trọng yếu nhất vẫn sự trưởng khống đối với tinh khí thần. Một tuần lễ sau, trải qua Lâm Phong cẩn thận giảng giải cùng biểu thị, Lãnh Hàn Sương cũng coi như là có chút thu hoạch, so với nàng tự mình lĩnh ngộ chí ít nhanh hơn không chỉ 10 lần. Lâm Phong, hôm nay chỉ tới đây thôi, Ngọc Nữ Phong còn có việc chờ lấy ta trở về xử lý. Sư thúc ngài lúc trở về chú ý một chút, tuyệt đối đừng bị người thấy được. Yên tâm đi, ta sẽ cẩn thận. Đúng Lâm Phong, mấy ngày nay ta khả năng sẽ tới không được. Vậy sư thúc ngài có thời gian lại từ từ đến. Lấy thiên phú của ngài, hẳn là không được bao lâu nữa liền có thể luyện thành Chản Thiên Bạt Kiếm Thuật. Mượn người cắt ngôn, gặp lại. Phụ thân, ta tới. Có chuyện gì nói đi. Phụ thân ngài còn bao lâu mới có thể xuất quan? Còn cần một chút thời gian. Mặc dù ta tại đại nạn sắp tới, mới cưỡng ép đột phá thành công cảnh giới thứ 10, nhưng bởi vì thân thể quá già nua, không cách nào hoàn toàn tiếp nhận đột phá, cần phải tự hành điều trị. Bây giờ còn chưa hoàn thành, không phải xuất quan thời điểm. Lời này nếu là truyền đi, tất nhiên sẽ khiến Lê Châu sóng to gió lớn. Lê Châu người mạnh nhất là cảnh giới thứ 9 đỉnh phong, lúc này thế mà xuất hiện cường giả cảnh giới thứ 10. Phụ thân, vậy ngài nghe nói qua Chản Thiên Bạt Kiếm Thuật sao? Chản Thiên Bạt Kiếm Thuật, chưa từng nghe qua. Không thể nào, ngài sống lâu như vậy, Chản Thiên Bạt Kiếm Thuật loại này nghịch thiên tuyệt kỹ, làm sao có thể chưa từng nghe qua? Chuyện gì xảy ra? Nói một chút tỉ mỉ đi. Một kiếm phá mở được thôn thiên ma công của ngươi, còn có thể đoạn ngươi một tay, xem ra Chản Thiên Bạt Kiếm Thuật uy lực không thể khinh thường. Nhưng ta xác thực chưa nghe nói qua cái tên này bao giờ. Phụ cận Chản Thiên Bạt Kiếm Thuật thi triển ra thời điểm, sẽ xuất hiện một đạo bạch quang, khiến cho mọi người hai mắt mù tạm thời, liền giác quan đều biến mất. Nếu không phải ta bằng vào nhiều năm lúc kinh nghiệm chiến đấu, tránh đi chỗ nguy hiểm, nếu không hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Hai mắt mù tạm thời, liền giác quan đều biến mất. Còn có loại này nghịch thiên kiếm thuật như vậy sao? Thiên chân vạn thật. Ngươi nói đối phương không phải là người của Thần Tiêu Kiếm Tông, còn mang theo mặt nạ, cũng không biết tuổi tác. Vâng phụ thân, cường giả Thần Tiêu Kiếm Tông từ cảnh giới thứ 6 trở lên, đều tại bên trong sự giám thị của chúng ta, mà đối phương một bậc mang lấy mặt nạ, hiện tại tất cả mọi người gọi hắn là người mặt quỷ. Ngươi sau khi ra ngoài hãy điều tra một chút cái này người mặt quỷ. Một cái cường giả không có khả năng trống rỗng xuất hiện, luôn luôn có dấu vết mà lần theo. Tra được về sau trước đừng có đánh rắn động cỏ.
Chờ ta đi ra rồi mới xử lý hắn cùng thế lực sau lưng của hắn. Vâng phụ thân, vậy ngài lúc nào mới có thể ra? Rất nhanh thôi. Lúc này Lâm Phong đang tiến vào trạng thái ngộ kiếm. Nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, đều một mực không có hiệu quả. Một mực kẹt tại cảnh giới trung cực, xem ra nơi này là không cách nào đột phá được kiếm thế. Lâm Phong gặp qua sư thúc, đều đã nói khi chỉ có hai người chúng ta. Ngươi cũng không cần khách khí như thế. Sư thúc ngài xử lý xong mọi chuyện hay chưa? Còn không có đâu. Ngươi có biết sau chuyện xảy ra ở cửu bí cảnh, vô cực ma tông cùng thất sát tông có chút không quá bình thường. Liên tục có bên trong lão tổ tông đều bị kinh động đến. Lô châu nhiều năm cân bằng, chỉ sợ tại gần đây muốn bị phá vỡ. Vô cực ma tông cùng thất sát tông hô hào hướng chúng ta khai chiến. Khai chiến là chuyện tất nhiên, nếu không thiên hùng ma đầu cũng không dám tại cửu cốc dám ra tay với tất cả thế lực. Chính là thời gian còn không xác định rõ ràng, nhưng chúng ta cũng phải tùy thời chuẩn bị sẵn sàng, đừng để đến lúc đó bị đánh đến trở tay không kịp. Lúc này mới trôi qua vài ngày tốt lành, giờ lại muốn khai chiến. Lãnh sư thúc, vậy ngài tranh thủ thời gian tu luyện thành Trảm Thiên Bạt kiếm thuật đi thôi, như thế cũng có thể tăng lên một chút sức chiến đấu. Ta biết, nên ta mới mau chóng xử lý xong việc vật liền tới thỉnh giáo với Lâm Phong đại nhân đây này. Cái kia sư thúc ngài hôm nay đến mục đích, cái này cho ngươi. Sư thúc đây là, ngươi không phải muốn vào kiếm chủng để lĩnh ngộ kiếm thuật sao? Đây chính là lệnh bài cần thiết để đi vào được kiếm chủng. Ta ơn sư thúc. Lâm Phong, ta đi về trước, ngươi cũng phải gấp rút thời gian tăng lên thực lực của mình đi. Vô cực ma tông giảm bốc lên chiến tranh, khẳng định bọn hắn có chủ ý vào chúng ta. Thần tiêu kiếm tông nên chiến trong bị động, sợ rằng sẽ ở vào yếu thế. Đến lúc đó hy vọng ngươi có thể vì tông môn ra một phần lực. Mời sư thúc yên tâm, Lâm Phong dù không hiểu cái gì đại nghĩa, nhưng là tông môn cũng có ơn nuôi dưỡng ta. Ta đương nhiên nên vì tông môn góp vào một chút sức lực. Thần tiêu kiếm tông là nhà của ta, ta khẳng định sẽ dốc hết toàn lực bảo hộ. Ngươi có ý nghĩ như vậy ta đã an tâm. Bất quá Lâm Phong, nếu như thần tiêu kiếm tông nếu thật là đến tuyệt cảnh, ngươi cũng không có khả năng cải biến được kết cục. Nếu thật như thế, ta hy vọng ngươi hãy rời đi, lấy thiên phú của ngươi tăng thêm cửu u thánh chủ truyền thừa, tin tưởng không bao lâu có thể liền thay chúng ta báo thù. Sư thúc, chúng ta thần tiêu kiếm tông dù sao cũng là một trong tứ đại đỉnh cấp tông văn ở Lây Châu, ngài có thể đừng bi quan như thế có được không? Ta chỉ là làm xong dự tính xấu nhất mà thôi, dù sao đến lúc đó ngươi trước nhìn tình huống thế nào, làm việc tùy theo hoàn cảnh. Vâng sư thúc, ta hiểu được. Có chút là lạ, trong lời nói của lãnh sư thúc để lộ ra chính là một loại quyết tâm sống chết cùng tông môn. Thật giống như thần tiêu kiếm tông sẽ thất bại hay sao? Thực lực tổng hợp của Lây Châu tứ đại đỉnh cấp tông môn không phải đều không kém nhau bao nhiêu ư? Chẳng lẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Không được, mình phải nhanh chóng tu luyện, có thực lực tuyệt đối mới giải quyết được mọi chuyện. Nhìn xem có thể hay không trong khoảng thời gian ngắn đột phá cảnh giới rồi hãy tính tiếp. Cảm ơn mọi người đã xem video, hẹn gặp lại ở video sau. À, nhớ like và đăng ký kênh giúp mình nữa nhé. Yêu cả nhà, bye bye.